Huấn luyện viên Syria lý giải thua vì áp lực sân Thiên Trường. Đánh giá về trận đấu với tuyển Việt Nam, huấn luyện viên đội tuyển Syria dành nhiều lời khen ngợi cho không khí của chảo lửa Thiên Trường. Trên sân Thiên Trường, tuyển Syria để thua đội tuyển Việt Nam với tỷ số 1-0. Đội bóng Tây Á tỏ ra khá lép vế về số cơ hội nguy hiểm được tạo ra về phía cầu môn đối thủ. Nếu không có may mắn ủng hộ, đoàn quân của huấn luyện viên Hector Cooper có thể đã phải nhận một trận thua đậm hơn khi rời sân Thiên Trường. Bàn thắng duy nhất của tuyển Việt Nam được ghi ở phút thứ 49 do công của Tuấn Hải với một cú sút xa hiểm hóc. Bàn thắng này đến từ tình huống đội tuyển Việt Nam tổ chức áp sát, tranh cướp bóng thành công ở sát vòng cấm đối thủ. Đánh giá về trận đấu, huấn luyện viên nổi tiếng của đội tuyển Syria dành nhiều lời khen ngợi cho không khí của chảo lửa Thiên Trường. Bầu không khí sôi động của sân Thiên Trường chính là một phần nguyên nhân khiến đội tuyển Syria gặp áp lực. Thực sự, đội tuyển Việt Nam đã chơi tốt hơn. Hôm nay, các cầu thủ Syria khởi đầu trận đấu khá nặng nề vì họ không quen với điều kiện thời tiết nóng nực tại đây. Dần dần thì họ đã chơi tốt hơn. Ngoài ra, tôi mới chỉ làm việc tại đội tuyển Syria và đang cố gắng truyền tải triết lý của mình để các cầu thủ làm quen lối chơi. Bên cạnh lời khen cho đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Hector Cooper cũng khen ngợi huấn luyện viên Philip Trucci của đội tuyển Việt Nam. Tôi biết rằng huấn luyện viên Philip Trucci đang dẫn dắt cả đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam. Hôm nay, đội tuyển Việt Nam có chiến thuật rất tốt khiến đội tuyển Syria nhiều thời điểm khó thu hồi bóng. Nhìn chung, ông ấy đang làm rất tốt công việc của mình. Như vậy, đội tuyển Việt Nam đã có được cả hai trận thắng trong dịp FIFA Days tháng 6 qua đó có cơ hội sự thăng tiến trên bảng xếp hạng FIFA. Đoàn quân huấn luyện viên Trucci còn nhiều cơ hội thử nghiệm đội hình trước khi bước vào vòng loại World Cup 2026 vào tháng 11 tới. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.